Cùng với các điểm cầu trên toàn quốc, hơn 130 tình nguyện viên của nhóm Xanh Quảng Trị vừa mới tổ chức buổi dọn vệ sinh tại bãi biển Cửa Tùng. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm tổ chức hoạt động này. Hàng tháng, hàng quý, nhóm đều có các hoạt động khác tương tự ở nhiều địa phương khác nhau hoặc tổ chức các chương trình hưởng ứng về lối sống xanh, cam kết không dùng rác thải nhựa trong sinh hoạt, tiêu dùng. Mục tiêu cuối cùng không phải là nhặt rác đâu, mà mục tiêu cuối cùng đó là vẫn tiếp tục để lan tỏa mạnh mẽ cái thông điệp là nâng cao ý thức của người dân về phân loại rác, về cách xử lý gom rác và đồng thời là tiếp tục đẩy mạnh những cái hoạt động khác, ví dụ như là các cái hoạt động chiến dịch online, lan tỏa online thông qua các cái kênh mạng xã hội như là Facebook, Instagram hay là TikTok. Điều đặc biệt ở nhóm Xanh Quảng Trị là các thành viên đa dạng ở độ tuổi, nghề nghiệp và đến từ nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Tất cả các hoạt động đều phi lợi nhuận và hướng đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc giảm thiểu rác thải nhựa cũng như bảo vệ môi trường. Những cái thành viên nhỏ tuổi như chúng cháu thì có thể đóng góp rất là nhiều nếu mà có những cái ý thức và có một cái niềm tin để làm cho những cái làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Và cháu cũng muốn tuyên truyền rằng là ở những nơi công cộng thì chúng ta không nên vứt rác bừa bãi, nên để rác những nơi công cộng và chúng ta cũng hạn chế dùng những đồ nhựa chỉ sử dụng một lần. Từ lúc thành lập vào năm 2019 đến nay, Xanh Việt Nam đã tổ chức 5 chiến dịch Clean Up với sự tham gia của các thành viên đến từ 63 tỉnh thành và cả từ nhiều quốc gia trên thế giới. Là một thành viên tích cực của Xanh Việt Nam, Xanh Quảng Trị đã góp sức với những hoạt động cụ thể nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở lời nói.